Vâng, có nghĩa là phong độ là nhất thời mà đẳng cấp mới là mãi mãi các bác ạ. À, những cái gì nó là tên tuổi, nó là đẳng cấp thì nó mãi mãi mang một cái gì đó nó vô cùng đặc biệt. Khi chúng ta bước xuống từ một chiếc xe Audi Q5 nhập khẩu từ Đức, form mới, thế hệ mới và hộp số 8 cấp mới, thì luôn luôn nó mang một cái điểm số rất là cao khi các bác bước xuống từ một chiếc Audi, một cái thương hiệu đến từ Đức. Vậy thì nó mang lại cái giá trị gì mà nó lại mang cho chúng ta một cái tầm đẳng cấp như vậy? Thì xin thưa mấy anh chị, đây là một chiếc Audi Q5. Lúc mới chúng ta muốn sở hữu nó thì các bác không bỏ ra không dưới 3 tỷ đồng. Nó rất mới, rất đẹp, dù sao cũng là một chiếc xe sang, thì chủ nhân bao giờ cũng rất là dữ. Và tất cả những sản phẩm xe mà đam mê bán ra đều có văn bản cam kết xe không đâm xô, không thủy kích cập nước, máy số nguyên zin nguyên bản, và cam kết bảo hành 1 năm cho các bác yên tâm. Đó. Xe mới họ bảo hành 3 năm, xe cũ hết bảo hành, tôi bước bảo hành 1 năm. Thì đó là điều khẳng định về chất lượng và giá trị như sản phẩm xe mà đam mê bán ra. Vậy thì với cái công nghệ máy mới 2.0 turbo, mức tiêu thụ nhiên liệu thì nhiều anh chị đang băn khoăn đặt ngay câu hỏi là nó liệu một chiếc xe châu Âu như thế này thì nó sẽ có trọng lượng rất nặng thì nó sẽ ăn bao nhiêu xăng trên 100 km. Thì cũng xin thưa anh chị, đây là một chiếc xe thế hệ hoàn toàn mới, trang bị hộp số 8 cấp, máy 2.0 turbo, và thế hệ máy mới nó được tinh chỉnh thì nó ăn khoảng 7,5 L trên 100 km đường trường các bác nhé. Tôi nói đó là đường trường. Vậy thì các bác có thể tham khảo những cái mẫu xe chất lượng đang bán tại xe và đam mê bằng cách như nào ạ? Đây, các bác có thể thấy chất lượng hay không thì các bác nhìn ngay ở cái phần đèn cặp mắt linh hồn của chiếc xe. Nó trang bị đèn bi siêu sáng, giải đèn led định vị ban ngày, nhưng đặc biệt đây ạ, cái chất lượng thì các bác nhìn nó trong như pha lê luôn. Đó, thì đó là một cái dấu hiệu của một chiếc xe chất lượng. Và xe thì có trang bị là rửa đèn, cảm biến cảnh báo va chạm trước và sau, và kể cả phần đèn gầm. Những cái này cũng là mạ chrome luôn các bác này. Đó. Và cái đặc biệt Audi thì tôi thích ở cái hệ thống treo, cái hệ thống làm việc dập tắt dao động nhanh để chúng ta cảm giác nó êm ái, nó không bị say khi ngồi lên chiếc xe, nó cực kỳ mượt. Và hộp số 8 cấp vận hành nó quá êm ái và mượt mà, tăng tốc không cảm nó bị giật. Đó. Và cái mặt Audi đó là cái điểm số mà tôi rất thích, nhìn nó sang, nó trọng, sang trọng, nó đẳng cấp, nó mang một cái gì đó, nó có một cái tính chất của những người quyền lực các bác ạ. Đấy, các bác có thể thấy nhé, tôi không nói quá đâu nhưng nó là minh chứng. Và các bác có thể thấy rằng những cái mạ chrome ở phần đầu nó cũng còn sáng bóng như mới, không một tì vết luôn, và kể cả các phần đèn bên phụ thì các bác có thể ngắm nghía dùm giúp em đi ạ. Nó trong như pha lê đây ạ. Tất cả chi tiết của xe thì các bác nhìn này, không một hạt bụi mà không một vết xước luôn. Và khi chúng ta xi nhan thì cái đèn led định vị ban ngày sẽ chuyển sang đèn xi nhan, rất là hay. Đó, phần đèn gầm này, từng cái chi tiết nhỏ nhất cho chiếc xe thì khẳng định với các bác này, không có điểm chê. Đó, không có điểm chê. Người ta nói là tiền nào thì của ấy thôi các bác ạ. Và đây là một chiếc xe thế hệ mới. Đó, cũng là một chiếc xe thế hệ như thế này, nhưng nó là thế hệ cũ thì giá nó vênh nhau lên đến hàng trăm triệu các bác ạ. Đây, và những cái điểm tiếp theo để các bác có thể cảm nhận về chất lượng chiếc xe thì các bác nhìn cho em từ cái la răng. Đấy, từ con ốc, từ cái cổ phanh. Đây ạ. Đó, các bác có thể chiêm ngưỡng nó nhé. Đó, về cái độ mới của nó, và máy đang nổ rất là êm. Và hệ thống treo thì các bác nhìn này, càng kép rồi, để các bác nhìn trong gầm này. Đấy, nó là càng kép rồi nhá. Và những đường gân dập nổi này, những cái đường liền lạc này, những khe khít này các bác nhìn cho em này. Đấy, nó phải phẳng này, những đường gân này. Những chiếc xe chất lượng chúng ta đi chọn đấy, chúng ta nhìn nó phải có hồn có sắc các bạn. Đây là bản S-Line rồi này. Đây S-Line nhé, bản cao cấp nhé. Đây này, S-Line nhé. Nó có nhiều bản, đèn tích hợp bao rẽ trên gương này, cảm biến khóa mở cửa này. Và từ cái mã kính của Audi các bạn nhìn giúp em này, đó là chuẩn nhá. Và chúng ta hãy bước vào khoang nội thất của chiếc xe để thể hiện hết được cái giá trị của nó. Thì ngoài cái vỏ xe và cái thân xe, thì ngoài cái thép C55 cực kỳ cứng tạo lên khung gầm, thì phần vỏ nó cũng được làm lên bởi hợp kim. Hợp kim thì nó có cứng, trọng lượng nhẹ và độ bền cao. Và những cái vật liệu trong này là nhựa mềm. Nhưng các bác nhìn cái xe chất lượng của em, thì dù cái xe bị phơi sương phơi nắng, chịu cái áp lực thời tiết đây, nhưng nó không bị bạc, không bị ố mộc, nó gai sần như mới rồi các bác này. Chúng ta đi xem xe qua sử dụng thì các bác có thể thấy nhé, chúng ta phải chọn đấy, bằng cách gì ạ?
Đó là những cái chi tiết tạo lên một chiếc xe đẹp được chủ nhân giữ gìn. Và từ cái gioăng keo của nó thì các bác nhìn cho em nó như mới này. Chúng ta nhìn từ cái khe khít liền lạc này. Đấy, các bác nhìn cho em nhé. Gioăng này, gioăng zin nhé. À, từ cái chi tiết là dàn âm thanh hay một cách ngỡ ngàng luôn. À, cái này thì nó tạo lên hai lần gioăng cộng với kính dày để tăng được cường cái độ cách âm chống ồn. Một lần gioăng nó sẽ ăn vào đây các bác nhé. Nó sẽ ăn vào đây này. Đó, một lần gioăng nó sẽ khép vào đây, gioăng zin này. Các bác nhìn như mới luôn nhé. Đó. Để khi đóng cái cửa lại nó chắc chắn và nó cách âm chống ồn tốt hơn. Và vật liệu các bác này không han không dỉ luôn. Hai ghế đều chỉnh điện, cái núm ghế cũng đẹp luôn các bác ạ. Đây, các bác nhìn cho em từ cái dây ghế này nó còn mới này. Nó còn mới như thế này này, từ cái dây ghế này. Đấy, và cái thảm nỉ là thảm nỉ zin theo xe mà các bác nhìn cho em này. Tuyệt vời chưa? Ở dưới này đều có đèn soi nhé. Đấy, các bác nhìn từ cái thảm nỉ zin mà nó đẹp như này. Đấy, ghế là da bò Mỹ. Đấy. Thì tại sao mà tôi nói là tại sao cái xe sang nó trang bị da bò Mỹ? Thì những cái xe sang này thì người ta đều nuôi một loại bò ở Mỹ, loại bò riêng để lấy da. Khi đến năm 25 tuổi thì da con bò nó đầy đủ cái dưỡng chất thì người ta sẽ thịt con bò và lấy cái bộ da này thuộc làm nên những bộ ghế dòng những dòng xe sang như này. Thì các bác nhìn lên cái tuổi thọ và độ bền của nó lên vài chục năm, các bác có thể nhìn nhé. Và độ hoàn thiện của chiếc xe từng được kim mũi chỉ thì nó khác biệt luôn. Đấy. Đây là ký hiệu của túi khí này. Đấy. Và trang bị hộp số 8 cấp và cái bản táp lô. Dù là phơi lắng và hiệu ứng kính, có nghĩa nó rất nóng. Nhưng các bác nhìn cho em cái vật liệu nó không bao giờ xuống cấp. Thì đó là giá trị, đúng không ạ? Giá trị về vật liệu, giá trị về thời gian để chứng minh tại sao mà xe nó lại chất lượng. Đó, các bác có thể thấy nhé. Đấy. Và từ cái đèn trần thì nó thể hiện một cách rất sang trọng. Đấy. Từ cái gương chống chói chỉnh điện, nhìn mọi thứ nó rất là khôn các bác ạ. Vô lăng này, điều hòa auto hai vùng độc lập này, đầu 6 đĩa CD âm thanh cực hay này. Và tôi rất tiếc là không được mở âm thanh các bác ạ. Đây, từ cái mép cửa là này, rất xịn sò luôn. Đó, các bác có thể thấy nhá. Và tôi lại đóng cái cửa này vào. Đấy, các bác có thể là đóng cái cửa nó rất là chắc chắn. Và khi chúng ta đi chọn mua một chiếc xe qua sử dụng thì các bác nhìn cho em những cái đường liền lạc khe khít này, nó phải đều tăm tắp nhé. Đấy. Nó mà lệch lạc rồi thì chứng tỏ cái xe nó va chạm hoặc nó chạy quá nhiều rồi. Đây các bác nhìn cho em nhé. Đó. Và chúng ta bước về phía sau. Những cái clip thì tôi quay nó hơi dài nhưng nó mang lại cái giá trị cao. Nhiều bác mắng ông Phúc nói nhiều quá. Đấy, khổ thế các bác ạ. Đấy, làm dâu trăm họ nên là chả biết, chỉ biết lắng nghe thôi. Còn có người khen, có người chê. Đấy, làm tốt quá cũng có người không hài lòng đâu các bác ạ. Đấy. Nhưng thôi, mỗi người một việc. Đấy, làm tốt quá cũng có nhiều người không hài lòng đâu. Tôi quay xe quá kỹ như này thì có rất là nhiều người rất là phiền toái. Phiền toái theo một cái cá nhân riêng thôi. Còn tôi tin rằng những bác mà mua xe thì rất là mong muốn tôi quay kỹ như này. Đây có dẹp chân lắng này, các bác nhìn nó như mới này. Dẹp chân lắng cái này thì bằng cơm thôi. Chúng ta chỉ có tay thôi các bác ạ. Đấy, nó căng đét luôn. Thả xuống nó rất là mạnh, cái lò xo nó rất là mạnh luôn. Các bác có thể gài nhé, gài vào đây nhé. Và các bác nhìn từ cái rèm chèn lắng nó căng đét như mới luôn. Nó không bị trùng xệ. Và các bác nhìn tam lô tam ni này, những cái vân gỗ này. Đấy. Nhựa mềm thì độ cách âm chống ồn nó tốt hơn các bác ạ. Đấy. Đây các bác nhìn cho em này. Đó. Mở cửa thì đều có đèn soi nhé. Đấy, đều có đèn soi này. Đấy, các bác nhìn cho em từ son keo nhé. Và đây chúng ta hãy nhìn vào cái bộ ghế da bò Mỹ xịn sò của nó. Các bác thấy nó bền kinh khủng chưa? Đấy. Khủng khiếp. Nó như mới luôn. Các bác nhìn gần vào đây thì mới thấy được cái má ghế này. Nó không bao giờ bị nhăn. Duy nhất cái mặt này khi ngồi thì qua thời gian nó có trùng. Đây này, thế này thôi. Nhưng mà nó thực sự là rất đẹp và rất mới luôn. Cửa gió điều hòa phía sau có nhá. Từ tựa đầu rất xịn sò. Trần thì không một tí vết bẩn rồi các bác ạ. Xe được giữ gìn rất tốt luôn. Đấy, rất tốt. Và chúng ta lại đi vào cái la răng tiếp theo này. Các bác nhìn cho em này. Đây này. Đấy, đúng là Audi luôn. Nguyên logo. Đấy, từ trong chi tiết trong chiếc sáng. Đấy, sáng trưng như mới luôn các bác ạ. Đó, các bác có thể thấy nhá. Đấy, và chúng ta lại đi vào phần cốp sau. Thì đây. À, với tôi thì những cái nỉ này ở trong xe thì họ cũng trang bị một cách nó xịn sò.
những cái dòng xe bình thường thì không thể có những cái giá trị nỉ như thế này được. Nhưng mà tất cả cái vật liệu ở cái xe này thì nó trang bị một cách phải nói là dành cho những giới tinh hoa, những người khó tính nhất cũng phải hài lòng về những vật liệu, nên không bao giờ bị chảy xước và xuống cấp các bác ạ. Các bác nhìn cho em nhé. Đấy, hơn 15 tuổi một chút rồi, đến bây giờ là 12 năm tuổi rồi, 11, 12 năm tuổi rồi. Nhưng đây, các bác nhìn này, tại sao nó không xuống cấp? Đấy ạ. Đấy, những cái nhựa này nó không bị chảy xước này, những cái lỉ này, tất cả mọi thứ như mới này. Ngoài cái xe chất lượng thì cái giá trị này, ở dưới này thì nó còn mới tinh này các bác này. Các bác nhìn cho em này. Đấy, lốp dự phòng này, nó cực kỳ cao cấp này. Khi tháo hơi ra nó xẹp vào, đấy, bơm vào nó căng ra nhé. Và đây, những cái sách hướng dẫn này còn đầy đủ các bác nhé. Ở đây, về độ mới của chiếc xe, các bác nhìn từ cái tem cái mác này, chất lượng này, đấy, miễn chê và miễn bản về chất, ba quyển sách còn đầy đủ nhé. Đó, thì đó là những cái giá trị và chất lượng, những cái giá trị và sản phẩm xe và đam mê đang làm các bác ạ. Những cái phần nhựa các bác nhìn cho em này, nó mới như này, kể cả nhựa cốp này. Đấy, các bác nhìn này, phần cốp đựng đồ mà gần như nó không bị chảy xước, nó còn mới, mới một cách khó tin luôn. Thì đó là xe chất lượng các bác ạ. Và đó là xe chất lượng nhé. Và cốp thì đương nhiên nó là cốp điện rồi. Và các bác nhìn cho em này, từ những cái máng nước này, keo zin nhé. Này, đẹp chưa, phê chưa. Đấy, các bác nhìn này, đúng là chất lượng thì nó phải như thế này, nhìn không có điểm chê luôn. Đấy, tôi thì cũng cố gắng tìm ra những cái điểm chê đấy. Đấy, và cái phần đèn hậu khi chúng ta để đây, nó đẹp lung linh luôn, full nét và nó là 3D luôn các bác ạ. Đây nhá, đèn đấy, đẹp chưa. À, các bác nhìn cho em những quả đèn zin của em này, nhìn thấu vào bên trong này, đẹp lung linh luôn đó, được chưa. Đây nữa này, tôi quay rất chi tiết các bác nhé, các bác ở xa thì không mất thời gian đâu, khẳng định. Đây, đèn phanh trên cao này, có gắn mưa phía sau này, và phần nóc xe này các bác này, không một vết lõm. Các bác đỗ ở dưới gốc cây, thậm chí hoa quả nó rơi. Đấy, nhưng đây, và những cái giá lốc này các bác nhìn cho em này, nó mới khủng khiếp như này, nó mới khủng khiếp như này, được chưa. Đấy, thì các bác thấy chất lượng chiếc xe như thế nào ạ? Đấy, có xứng đáng đồng tiền bát gạo không ạ? Quá xứng đáng đúng không ạ? Đây, và cái la răng thứ tư quay cho các bác nhé, các bác ở xa không mất thời gian nhé. Đấy, lốp thì còn khá mới. Đây, thì còn ốc. Đó, được chưa ạ? Đấy, và đây, tam đô tam ni giòn keo. Cái tam ni cửa thứ ba tôi quay thì nó mất khoảng 20 phút, nhưng các bác xem vào cái xe của tôi thì sẽ chốt được ngay vì rất giá trị. Nát nữa các bác đi phần gầm của chiếc xe nhé, rèm che lắng nhé. À, mới căng luôn, tất cả chi tiết còn như mới luôn. Đấy, sợ như thế cơ mà. Đó, đây ạ, các bác nhìn cho em này. Đấy, này, cạnh cánh cửa này. Đó, các bác nhìn cho em này, được chưa ạ, gioăng này. Đấy, từ cái gioăng này, qua thời gian này. Đấy, này, từ mép cửa này. Đấy, các bác nhìn cho em này, gioăng này. Đấy, đây này, ghế này, phê chưa. Đó, và tôi lại đóng cái cửa này lại. Các bác nhìn cho em cái liền lạc nó đều đặn như thế này, khít nhá. Đấy, được chưa. À, giá lóc này đẹp như trong hãng luôn ạ. À, và cái độ khít khi đóng cửa lại này, thì các bác nhìn cho em này, cái độ khít của nó này. Đấy, được chưa. Và đây, tâm đi cánh cửa cuối cùng cho các bác xem này, mới chưa, quá mới. Đấy, và cái tem còn nguyên theo xe luôn. Ghế thì đương nhiên là hai ghế chỉnh điện rồi. Đó, ghế da zin. Đấy, ghế da zin các bác nhé. Ra mép cửa này, dòng keo này. Đấy, vô lăng này. Đấy, đèn auto này, từ cái phím đèn này. Đấy, đây ạ. Cái này cùng đời, con này 212, nhưng 212 thì nó có nhiều bản nhiều đời. À, cũng 212 nhưng nó thế hệ cũ thì nó không được trang bị hộp số 8 cấp, nó là 6 cấp và công nghệ máy cũ các bác nhé. Đây này, các bác nhìn cái củ số của em là biết này. À, cần cứ nhìn cái củ số thế hệ mới này là biết hộp số 8 cấp rồi. À, và phanh tay điện tử này, đèn lộ thông minh này, hai chìa khóa theo xe còn mới tinh. Đây ạ, được chưa ạ?
Âm thanh thì nó cực kỳ là hay, nhưng tôi không được phép mở, vi phạm bản quyền. Điều hòa auto hai vùng độc lập. Đấy, tất cả đây chỉnh này. Đấy, chỉnh luôn trên này. Đấy, được chưa? Âm thanh có cả loa xúc vào đây nhá. Nào. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, sản phẩm của em thì miễn bàn rồi. Đấy, 12 năm chạy được 12 vạn km, mỗi năm chạy được 1 vạn. Thực sự là chạy quá ít. 1 vạn km thì là quá ít các bác ạ. Đấy, đây các bác nhìn cho em này. Đó, và vào khoang động cơ thì tôi cũng để lộ đây. Và cái này, cái la răng cuối cùng cho các bác xem. Các bác xa nhận xe thì cứ theo clip. Được chưa ạ? Đó. Nhưng con máy này thì thế mới nó quá êm rồi. Vâng, nó quá êm rồi. Đấy. Các bác nhìn cho em nhé, răng này. Zin nét hết. Đấy. Máy này. Và từ những cái răng chống lật này, nó còn mới như thế này. Đấy. Được chưa? Máy này đang nổ rất êm. Công nghệ máy TFC. Và đây, cho các bác xem cục máy đang nổ nhé. Bác nhìn máy này. Từ trong sâu con ốc đỉnh hết. Trắng phau luôn. Đó, trắng phau luôn. Turbo nha các bác nhé. Đây, máy này các bác nhìn cho em này. Máy đang nổ đây, êm chưa? Chỉ hơi lạch tạch nè tè thôi. Rồi, ok. Đấy. Và các bác bây giờ ngắm quanh một vòng xe. Bật xi nhan lên cho anh ạ. Ngắm quanh một vòng xe. Đấy. Và cuối cùng là đi xuống phần gầm của chiếc xe. Bật xi nhan lên. Để các bác biết là khi bật xi nhan lên nó còn đầy đủ đèn. Đấy ạ. Đó. Đẹp không ạ? Vâng. Vậy thì xin thưa anh chị, đây là một chiếc Audi Q5 nhập Đức, nguyên zin nguyên bản, bao cho các bác không đâm xô, không thủy kích ẩm nước, máy số nguyên zin nguyên bản, tìm ra một lỗi nhỏ là tặng xe thôi. Xe trong tình trạng đẹp xuất sắc, được sản xuất cuối 2012, thế hệ máy mới. Đấy, 2.0 turbo. Đấy, hộp số 8 cấp thay vì hộp số 6 cấp thế hệ cũ, cũng đời 2012. Đèn tích hợp bao rẽ trên gương, xe màu trắng quá đẹp. Và giá thì đương nhiên nó rất là hợp lý thôi, chứ các bác không phải lo bỏ ra 3 tỷ như lúc mới đâu. Và đến ngày hôm nay một chiếc xe này chỉ còn loanh canh đâu đó nhô 500 một chút thôi. Nếu các bác nào quan tâm, có một cái giá tốt mong muốn, alo trực tiếp cho em. Đấy, alo trực tiếp hoặc đến địa chỉ tại xe và đam mê, phố Hồng Quang, đường An Định, thành phố Hải Dương, cách quốc lộ 5, cách đèn xanh đèn đỏ 559, quốc lộ 5, khoảng 800m thôi, em nằm trong đường gom các bác nhé. Đó. Các bác nào quan tâm alo trực tiếp nha. Và bây giờ thì xin mời các bác đi phần gầm. Và cũng một lần nữa cảm ơn các anh chị luôn luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ, thả tim, thả like, đăng ký kênh của Xe và Đam Mê. Cảm ơn các bác. Xin chào, tạm biệt. Vậy thì để giúp quý chị chúng ta có một cái nhìn chính xác nhất về chất lượng của chiếc Audi Q5 2012 đang có mặt tại Xe và Đam Mê, thì một trong những yếu tố rất quan trọng với một mẫu xe đã qua sử dụng đó chính là phần gầm. Vậy thì bây giờ chúng ta có thể cùng em chiêm ngưỡng phần gầm của chiếc Audi Q5 này nhé. Thì các bác có thể thấy là tại sao những chiếc xe Đức nó mang lại cho chúng ta với một cái khả năng vận hành êm ái và bền bỉ. Thì đây, đó chính là những vật liệu của xe này. Thì các bác có thể thấy hệ thống treo của xe này nó là đa điểm. Và đặc biệt hệ thống khung càng của chiếc xe thì nó là hợp kim nhôm nhé. Và các bác có thể thấy độ bền của nó theo thời gian này vẫn trắng phau như mới tinh. Đây ạ. Các chi tiết càng các bác có thể quan sát giúp em. Nói về phần máy thì đây, quý chị chúng ta có thể quan sát này. Các chi tiết máy, gioăng zin nguyên bản nhé. Đó. Và các anh chị có thể quan sát tiếp giúp em cái phần bên đây. Quá chất luôn, đúng không ạ? Bằng hợp kim nhôm, không một tí xước sát theo thời gian. Đây, các anh chị có thể nhìn giúp em này. Đây, tiếp tục chúng ta thì có thể quan sát ở phía dưới này nhé. Đó. Tất cả các chi tiết của nó đều là hợp kim, nên các bác có thể thấy là theo thời gian nó không bị han mục, kể cả cái cổ xả các bác nhìn này. Đấy, và để có thể đánh giá cái phần gầm nó không bị đâm đụng va chạm, các bác có thể thấy kể từ những cái nỉ. Đấy, nỉ cách âm nhá. Ở phần gầm này vẫn còn nguyên bản như này. Hệ thống ống xả thì đây, các anh chị có thể quan sát này. Đấy, các chi tiết hợp kim này, trắng phau. Được chưa ạ? Và chúng ta có thể cùng em chuyển xuống cái phần hệ thống càng sau này, các anh chị có thể thấy. Đấy, độ êm ái thì do tất cả các chi tiết hệ thống càng, hệ thống treo nó đa điểm.
và mang lại chúng ta một cái sự thực sự là êm ái vô cùng, đúng không ạ? Đấy, và đây đấy, chất lượng thì nó là đây nhá. Đấy, các anh chị nhìn cho em này. Đấy, cổ xả này, hai bên nó bô này. Đấy, và các bác có thể nhìn cho em kể cả cái phần đầu răng phía dưới, không một tí vết luôn, đúng chưa ạ? Đấy, nguyên zin nguyên bản, quá chất lượng luôn. Và vậy như này, các bác đã có thể đánh giá được chi tiết của chiếc Audi Q5, đúng không ạ?